Hello, xin chào mọi người. Mời mọi người cùng với Vân đi dạo một vòng khu vườn nhỏ nha, nhưng không phải là nhà của Vân mà là nhà người thân của Vân. Đây là cây lựu nè, thì cây lựu đang là ra hoa. Gốc cây cũng khá là to, tán lá thì rất là rộng. Đứng đây thì rất là mát, hoa thì màu đỏ rất là nổi bật, đẹp, rực rỡ. Và có người nói ăn lựu á, nhiều khi mà mang thai á, thì con đẻ ra sẽ mà có mang lún đồng tiền rất là xinh. Vân thì không biết có thật hay không. Vân thì cũng rất là thích ăn lựu, mà lựu thì rất là tốt cho sức khỏe, ăn thì nó hơi mất công một chút xíu nhưng mà rất là ngon. Ở trên cái cành cao kia là lựu đang là ra trái rồi nè. Vân sẽ quay lại gần cho mọi người nhìn thấy trái lựu nha. Loại lựu này á, thì là vỏ của nó màu đỏ, còn một số loại khác thì vỏ của nó màu vàng hường. Đây, mọi người nhìn thấy trái lựu không? Rất là dễ thương. Đó, một trái ở gần nè. Và kế đến á, là cái dàn thanh long. Khi mà người thân của Vân trồng á, thì là trồng từ những cái nhánh nè, làm dàn xong làm nhánh. Đến hồi khi nó phát triển nó mọc rất là tốt như thế này này. Đó, thành nguyên một dàn thanh long luôn. Và Vân cũng đã được ăn thử ở mùa hè trước rồi, trái rất là ngọt. Thấy trái nó cũng to to vừa vừa thôi, nhưng mà rất là ngọt, ngọt đậm luôn á. Mà giống như khi hái xong á, để ở trong nhà, để càng lâu nó lại càng ngọt hay sao á. Còn cái cây ở phía bên trong kia thì Vân không biết là cây gì. Còn cái hàng ở dưới này á, thì là rau dền, rất là tươi tốt luôn. Vân cũng đã được ăn mấy lần. Rồi kế đến cuối cái chỗ dãy này á, thì là cây chanh này. Hồi Vân mà mới qua thì Vân thấy cây chanh này nó cao hơn một chút xíu, nhưng hôm nay có vẻ như nó bị hơi rạp xuống một chút. Nhưng mà rất là sai trái luôn. Lần đầu tiên Vân nhìn thấy một cây chanh mà nó nhiều trái đến như vậy luôn á. Trái này rất là to mà sử dụng không hết, rồi còn đem đi cho nữa. Lần nào Vân qua Vân cũng xin mấy trái chanh mang về hết á. Đó, mọi người thấy không? Quay thì nó hơi khó nhìn chút xíu, nhưng mà đây là bông này. Rồi trái là đang phát triển trái to, trái nhỏ rất là nhiều. Có cây chanh ở trong nhà thì tiện lắm, mình không cần phải đi chợ mua, đỡ tốn tiền. Mà lúc mà mình cần lên, lúc nào mình có chanh sẵn ở ngoài vườn để mình ra mình hái hết á. Còn đây là cây táo tàu. Cứ khoảng tháng 9, tháng 10 là mình sẽ được ăn táo tàu. Ai cũng phải công nhận là cây táo tàu này ra trái rất là ngọt. Ngọt mà ngọt sắc, ngọt lịm luôn á. Đây này, lại gần cho mọi người nhìn thấy hoa của táo tàu nha. Nó cũng đang ra trái xíu xiu rồi, trái giống như là nó đang là nhỏ như là hột nhãn vậy đó. Như nhiều người á hay nhặt những cái trái táo này nè, xong rồi mang đi phơi khô, mình để dành á, mình nấu chè mình hay là sâm bổ lưỡng á, mình cũng cho trái táo tàu khô là vậy. Còn đây là một cây chanh khác nè. Nó cũng đang lác đác trái. Đó. Nhìn thích ha mọi người. Rồi kế đến á, là cái cây này là cây chanh Thái này. Người ta hay gọi nó là chanh số 8, tức là cái lá của nó không phải là một hình dạng đâu, tức nó vòng ra như số 8 vậy á, nên gọi là chanh số 8, nhưng thật ra nó là chanh Thái đó mọi người. Và chanh Thái thì ở bên Thái Lan ấy, cái trái nó là trái trúc, trái nó vỏ nó xù xì bên này. Còn kế đến đây là những cái cây con xung quanh, hoa hồng. Và đây, cái lá này rất là mắc luôn nha. Lá mơ đó mọi người, ở bên Việt Nam mình thì đầy rẫy luôn, ở bên này thì rất là mắc. Đây là cây mai, hoa mai đã tàn hết rồi, nó để lại những cái giống như cái cuống màu đỏ đỏ, giống như mai tứ quý á ha. Vân cũng không rành lắm. Và phía dưới này là rau lang nè. Rau lang mà luộc lên xong chấm nước mắm tỏi, quá đã. Đây là cây tắc tròn. Cây tắc mình thấy nó khoảng cỡ tầm độ mét 1, mét 2, mét 3. Những cái cây này là một cây tắc tròn khổng lồ mà Vân thấy luôn á. Lúc đầu khi mà Vân nhìn thấy Vân không nghĩ nó là cây tắc đâu.
Nhưng mà đâu có ngờ là nó là tắc là trái trái dạng tròn nha. Mọi người thấy nó cam cam không? Trái chi chít luôn. Rất là ngon. Nhớ lúc mình làm bánh tráng trộn á, mình vắt cái này vô á, vừa chua chua vừa ngọt lại còn vừa thơm nữa. Nhìn trái hả mà mê luôn á. Đúng là đất ở bên Cali này rất là tốt, rất là màu mỡ. Nhưng mà dĩ nhiên là mình cũng phải chăm sóc, mình bón phân, mình tưới nước, mình cắt tỉa rồi. Nhưng mà đất của nó rất là tốt luôn. Vẫn thấy nhà nào họ cũng có cái cây ăn trái này, hoặc họ cải tạo để mà họ trồng rau á, để vừa như là một cái thú vui thư giãn mà lại cung cấp nguồn thực phẩm cho mình, tiết kiệm và chi phí nữa. Rất là thú vị ha. Mời mọi người cứ tiếp tục ngắm cây tắc tròn nha. Vân cũng thích cái cây này nhất trong vườn luôn á. Cái clip của Vân nó cũng đã dài rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của Vân nha. Hãy xin cho Vân một like, một đăng ký kênh nếu như bạn chưa đăng ký. Và hãy ủng hộ tiếp những cái video tiếp theo của Vân nha. Bây giờ Vân xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người ở trong những cái clip tiếp theo. Bye bye.